Cô thân chào các bạn tuổi Quý Hợi 1983. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng đầu năm âm lịch của cái năm Giáp Thìn. Lời đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Năm tuổi Quý Hợi trong năm nay chúng ta gặp một cái con sao tương đối là lành, đó là con sao Vân Hớn. Nhưng con sao này nó lại có nhiều cái diễn biến phức tạp xảy ra về vấn đề cái biến động về cái sự thay đổi về tỉnh tình của mình. Khi mà mình gặp cái con sao Vân Hớn nó chiếu mạng thì cái tính tình mình nó trở nên nó cố chấp, nó bảo thủ, mình không chịu nghe lời của ai, mình khư khư với cái ý kiến của mình, cho nên trong cái cuộc sống của mình dễ xảy ra những cái vấn đề nó kiện tụng, có những cái sự mâu thuẫn nó xảy ra trong cái cuộc sống. Nhưng mà nó là cái con sao mà nó thử thách mình ha. Ở những cái bước đầu, ở những cái tháng đầu, nếu mà chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ được vượt qua những cái khó khăn của mình ở trong cuộc sống. Về vấn đề buôn bán nè, tài lộc của mình thì nó không tốt, cho nên các bạn cũng cẩn trọng. Nhưng mà cô đã nói ở cái giai đoạn ở đầu rồi thì nó là cái con sao lành, cho nên nó có đem khắc kỵ, có một cái những vấn đề xấu gì cho mình thì nó ở cái chừng mực vừa phải thôi, không quá khốc liệt. Cho nên mình có thể yên chí khi mà mình gặp cái con sao Vân Hớn, mình cứ khéo léo mình xử trí thì cái việc tốt lành nó sẽ qua. Rồi nữ thì chúng ta gặp một cái con sao khá xấu, đó là cái con sao La Hầu. La Hầu thì nó ảnh hưởng nhiều về cái tai tiếng, cái thị phi, những vấn đề kiện tụng kỵ nó đem đến cho mình. Nó không tốt về cái sức khỏe cho mình. Và các bạn cần cẩn trọng về cái chuyện mà mình là dễ gặp cái bệnh tật, mình dễ gặp, cẩn thận khi mà mình bị té ngã. Nhưng con sao La Hầu thì nó lại xấu nhiều cho bạn nam, bạn nữ thì nó ít xấu hơn, cho nên chúng ta cũng có phần thuận lợi hơn. Nó đối với con sao La Hầu thì chúng ta cần cẩn trọng thế này. Nó xấu thật, nhưng mà chúng ta biết ăn ngay làm lành, chúng ta biết làm phải thì cái xấu nó sẽ được giải quá cho chúng ta. Và nó xấu ở cái tháng 1 và cái tháng 7 âm lịch. Thì như vậy các bạn cần cẩn trọng trong cái tháng này. Và chúng ta cần hành động là chúng ta nên làm việc tốt, nên làm điều thiện thì chúng ta sẽ hóa giải được những cái xấu thôi nha các bạn. Rồi bây giờ cô nói về 3 tháng đầu năm. Với cái tháng đầu tiên đó là cái tháng Bính Dần. Và nó có mệnh là mệnh quả. Mình là người Quý Hợi là mệnh thủy. Khi nói như vậy thì các bạn biết được mình ở trong tháng nó có được cái tốt đẹp, nó thuận lợi hay không. Đối với cái tháng 1 á thì đây lại là cái tháng mà chúng ta có điều kiện để chúng ta dễ dàng phất về vấn đề tiền bạc. Và chúng ta có thể tạo được cái tiền bạc của chúng ta tương đối nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng. Tiếp sang nữa về cái phần nhân quà địa lợi của chúng ta ở trong cái tháng đầu năm, cái tháng 1 á, thì đây là cái tháng nhị hợp cho mình. Cho nên về cái phần mà tương tác của mình và những cái người ở chung quanh thì nó có cái phần thương thảo tốt đẹp, thuận lợi. Người ta giúp đỡ mình, người ta hiểu mình, thông cảm mình, có cái tiếng nói chung, cho nên giữa mình và những cái người chung quanh nó có được cái sự thuận lợi. Nhưng về bản mệnh của mình thì nó có phần khắc kỵ. Tại vì mình là người mệnh thủy mà gặp cái tháng quả, thủy quả khác nhau, cho nên vận hành ở trong tháng mình nó có chút ít gì nó bị cản trở, không tốt cho mình.
cả về sức khỏe của mình cũng vậy, nó có cái áp lực cho mình thì các bạn cần chú ý. Về gia đạo của bạn nam ở trong tháng thì có cái phần không hay, có những cái chuyện mà vợ chồng không thấu hiểu với nhau, tình cảm gia đạo có một chút gì nó trục trặc, có những cái trục trặc, có những cái tác động ở bên ngoài đem đến làm cho mình cảm thấy hoang mang, không vui vẻ lắm. Ngược lại, nữ thì lại chúng ta lại thấy ấm áp, chúng ta thấy tình cảm gia đình nó thân thiện, nó vui vẻ, nó đúng là cái nơi để chúng ta đi và về, đó là một cái niềm vui cho chúng ta. Qua đến cái tháng 2 âm lịch thì cái tháng này tài lộc của các bạn làm nó có khó khăn, không thuận lợi như cái tháng trước. Thành ra chúng ta phải cẩn trọng, nếu mà chúng ta có tiền có bạc nữa thì chúng ta cần chú ý khi mà chúng ta đi đứng, chúng ta đi đâu thì chúng ta phải giữ gìn tiền bạc của mình cẩn trọng vững hơn nha các bạn. Về cái tháng này, về nhân quà xã hội, về nhân quà địa lợi của các bạn thì nó ở cái chừng mực rất là tốt. Tại vì đây là tháng tam hợp tuổi cho các bạn, cho nên nó có cái thuận lợi, có cái sự thông cảm, thấu hiểu giữa mình và những người xung quanh, có một cái tiếng nói chung, có cái sự mà yêu mến nhau, vui vẻ, thuận lợi cho mình. Trong công việc của mình làm cũng vậy, nhưng mà mình cẩn khắc, còn cái khắc kỵ ở trong cái tháng, tại vì tháng quả mà mình thủy cho nên nó có cái khắc kỵ, thì mình cần lưu ý, mình quan tâm về cái vấn đề này. Ngược lại với cái tháng trước thì về gia đạo của bạn nam thì cái tháng này chúng ta cảm thấy hồ hởi, chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy thư thái, an tâm, gia đình nó tốt đẹp, thuận lợi cho chúng ta. Nhưng mà bạn nữ thì lại có chuyện khắc kỵ không hay, có những cái cãi vã, có những cái tranh chấp không tốt đẹp cho mình ở trong trong tháng. Qua đến cái tháng 3 thì tháng này chúng ta làm tiền bạc của chúng ta nó dễ. Nếu chúng ta có cái nhu cầu muốn xin việc làm ha, chúng ta cần tiền, tạo tiền thì nó có điều kiện nó tốt cho, tại vì đây là cái tháng mà hợp thiên can của ta, cho nên về tài lộc của mình nó có cái phần tốt đẹp. Còn về cái phần đối nhân xử thế của mình, về nhân quà địa lợi của mình ở cái tháng này nó không tốt bằng cái tháng trước, nó trở lên cái mực trung bình, không tốt nhưng mà cũng không xấu. Về sức khỏe của mình thì tháng này thì mình là mình thủy mà gặp cái tháng mộc, thì các bạn lưu ý, có thể chúng ta làm những cái việc mà không đem lại nhiều cái lợi ích cho bản thân mình mà lại đem lại cái sự lợi lộc cho người khác, cho nên các bạn cần chú ý về cái chuyện ở trong cái vận hành mệnh của mình ở trong cái tháng 3 này. Buồn cho nam cả nữ ở trong cái tháng 3 âm lịch thì về cái chuyện tình cảm, có nhiều cái chuyện mà không thông cảm, không thấu hiểu, có những cái tranh cãi, có những cái sự vận hờn, có những cái tác động của bên ngoài làm cho mình cảm thấy nó bực bội, nó tức tối ở trong tháng. Hoặc giả là trong cái gia đình mình có những thành viên bị đau ốm, làm mình cũng cảm thấy nó lo lắng, không được tốt đẹp, thuận lợi cho mình lắm. Thì như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn về 3 tháng đầu năm âm lịch của cái năm Giáp Thìn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được nhiều sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc cũng như là sức khỏe nha. Các bạn thương yêu xin hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cô nha. Chân thành cảm ơn các bạn.